Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019. Công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường đã tổ chức buổi hội thảo ứng dụng công nghệ siêu vi nano trong cải thiện vấn đề lão hóa da với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành, các gương mặt nghệ sĩ cùng với các chị em phụ nữ. Công nghệ siêu vi nano mới được nghiên cứu là giải pháp hiệu quả giúp làn da của phụ nữ luôn căng bóng và mịn màng trước mọi tác động. Đây là công nghệ giúp phân tách các dưỡng chất trong mỹ phẩm thành các hạt nano có kích thước siêu nhỏ, đi sâu vào các lớp biểu bì nuôi dưỡng từng tế bào da. 22 Again là dòng kem dưỡng đầu tiên ứng dụng công nghệ siêu vi nano vào sản phẩm kem dưỡng trắng da chống lão hóa. Qua thực tế trải nghiệm đã cho thấy tác dụng đột phá của sản phẩm này trên làn da của chị em phụ nữ, cải thiện các vấn đề về da như da khô, sạm nám, xỉn màu. Đối với phụ nữ sau sinh, 22 Again cung cấp lượng collagen tuyệt vời, giúp da của phụ nữ căng bóng, hạn chế các nếp nhăn, đem trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ.